Tô Hữu Bằng 51 tuổi kết hôn và sinh con, hóa ra lý do vì điều này. Gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, Tô Hữu Bằng hiện đã trở thành một ngôi sao điện ảnh sành giá của showbiz. Tuy nhiên, hiện ở tuổi 51, sao nam vẫn sống lẻ bóng, chưa lập gia đình và sinh con dù từng vướng nghi vấn kết hôn bí mật với nữ quản lý. Mới đây, nam diễn viên Tô Hữu Bằng đã chia sẻ mỗi bức ảnh lên mạng xã hội và thông báo hẹn gặp lại các bạn trực tiếp ở gala The Greater Bay Area Film Concert 2024. Hóa ra, nam nghệ sĩ giải trí 51 tuổi sẽ một lần nữa đóng vai trò là người dẫn chương trình cho sự kiện lớn này diễn ra ở Macau. Vài năm gần đây, Tô Hữu Bằng ít hoạt động nghệ thuật, anh không có dự án phim mới, chỉ góp mặt trong vài show truyền hình, thậm chí không tham dự sự kiện dù là sự kiện lớn. Theo truyền thông, tên tuổi Tô Hữu Bằng không hề xuống dốc tại thị trường đại lục bởi trước đó, nam diễn viên ghi dấu ấn các chương trình như Nhà hàng Trung Hoa, Sáng tạo doanh 101. Tuy nhiên, sao nam từng chia sẻ việc ít tham gia các dự án phim và âm nhạc vì ở độ tuổi hiện tại, anh không muốn lao vào công việc như lúc trước tuổi 40. Thay vào đó, nam nghệ sĩ muốn tận hưởng cuộc sống tự tại độc thân. Tô Hữu Bằng sinh năm 1973 tại Đài Loan, anh gia nhập giới giải trí từ năm 15 tuổi với vai trò thành viên nhóm nhạc Những Chú Hổ Con cùng Trần Chí Bằng và Ngô Kỳ Long. Với ngoại hình điển trai, cả ba nhanh chóng trở thành nhóm nhạc được yêu thích nhất tại Đài Loan thời điểm đó. Ở lĩnh vực diễn xuất, Tô Hữu Bằng nổi tiếng khắp châu Á như bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, sau đó là Tân Dòng Sông Ly Biệt, Dương Môn Hộ Tướng, Tuyệt Đại Song Kiều, Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Đặc biệt, năm 2009, Tô Hữu Bằng vào vai Bạch Tiểu Nhân trong bộ phim điện ảnh Phong Thanh. Vai diễn này của Tô Hữu Bằng đã được báo giới cũng như người hâm mộ đánh giá rất cao. Thậm chí, thành công của bộ phim giúp Tô Hữu Bằng được nhận giải thưởng Giải Kim Kê Bách Hoa cho hạng mục Nam Diễn Viên Phụ Xuất Sắc. Hai năm sau đó, anh chuyển hướng trở thành một nhà sản xuất truyền hình và ra mắt thành công với bộ phim truyền hình Nếu Không Duyên Thì Thôi, Phi Duyên Vật Nhiễu, phim nhận giải thưởng nhà sản xuất xuất sắc năm 2013 tại lễ trao giải Thần Tượng Châu Á năm 2013 của Đài An Huy Trung Quốc. Tiếp đó, anh cũng gây tiếng vang khi thử sức trong vai trò đạo diễn với tác phẩm điện ảnh Tay Trái, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Tô Hữu Bằng có sự nghiệp thành công nhưng bên cạnh đó anh cũng bị nhiều soi mói về đời tư vì chưa từng công khai người yêu, sống độc thân suốt mấy chục năm sự nghiệp. Nam diễn viên từng vướng nghi vấn có tình cảm với Triệu Vi và Lâm Tâm Như khi đóng chung trong Hoàn Châu Cách Cách và Tân Dòng Sông Ly Biệt. Tuy nhiên, hai người bạn đồng nghiệp đã kết hôn sinh con, trong khi nam tài tử vẫn một mình. Gần đây, Tô Hữu Bằng vướng tin bí mật kết hôn với trợ lý Amy, tuy nhiên công ty của nam diễn viên phủ nhận. Năm nay đã 51 tuổi nhưng Tô Hữu Bằng vẫn chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình dù bên cạnh anh luôn có những nữ đồng nghiệp xinh đẹp. Ngôi sao điện ảnh xứ Đài từng thổ lộ, anh không lên kế hoạch cho chuyện kết hôn bởi luôn tin duyên phận là do trời định. Nếu gặp được người phụ nữ thích hợp, anh nhất định sẽ kết hôn. Tuy nhiên, sao nam tiết lộ anh cũng sợ cuộc sống gia đình sau khi chứng kiến bạn bè xung quanh lập gia đình rồi lại ly hôn. Theo truyền thông, Tô Hữu Bằng là người sống tình cảm, môi trường gia đình đã ảnh hưởng nhiều đến lựa chọn cách sống của anh. Từ nhỏ chứng kiến bố mẹ thường xuyên cãi vã về chuyện gia đình, sao nam cho rằng anh chỉ cần ngoan ngoãn, làm việc chăm chỉ kiếm tiền phụ họ thì mối quan hệ đó sẽ tốt hơn. Tô Hữu Bằng từng chia sẻ bố anh rất nghiêm khắc, nếu anh đi chơi phải về nhà trước khi trời tối, nếu vi phạm nội quy trong nhà, bố sẽ phạt, lấy thắt lưng đánh không thương tiếc. Trải nghiệm này để lại cho Tô Hữu Bằng một nỗi đau không thể nguôi ngoai khi còn nhỏ. Mỗi khi chứng kiến bố mẹ mình tranh cãi gay gắt và bạo lực, dù muốn bước tới can thiệp, nhưng biết rằng bản thân không thể chống lại sức mạnh của cha, nên chỉ có thể ngồi co ro trong góc mà khóc. Sau khi Tô Hữu Bằng ra mắt và trở nên nổi tiếng, những công việc kinh doanh của gia đình lại dần thất bại, cha anh cũng đầu tư không thành công. Gia đình anh vì thế nợ nần chồng chất, tình cảm giữa cha mẹ ngày càng đi xuống. Đúng lúc ấy, nhóm nhạc Những Chú Hổ Con tan rã vì Trần Chí Bằng nhập ngũ, sự nghiệp của Tô Hữu Bằng cũng lâm cảnh lao đao. Trước tình cảnh đó, Tô Hữu Bằng đã chọn ra nước ngoài để trốn tránh thực tại. Khi ấy, anh tự cô lập với thế giới, ngay cả cha mẹ cũng không liên lạc được. Đến khi về nước thì anh phát hiện cha mẹ đã ly thân. Năm 1998, anh được mời đóng bộ phim truyền hình kinh điển Hoàn Châu Cách Cách với vai diễn Ngũ A Ca. Tô Hữu Bằng một lần nữa trở nên nổi tiếng, thoát khỏi bế tắc sự nghiệp nghệ thuật. Năm 30 tuổi, anh muốn giúp cha mẹ quay lại với nhau nên tìm cách hàn gắn mối quan hệ của họ. Trước sự cố gắng của anh, cha mẹ của sao nam cũng quay trở lại với nhau, nhưng chỉ được vài năm họ lại quyết định chia tay một lần nữa. Lần này Tô Hữu Bằng không thể làm gì được, gia đình hạnh phúc mà anh hằng mong ước cả đời đã không thể duy trì, có thể ảnh hưởng tâm lý khi chứng kiến cảnh bố mẹ bất hòa, nên Tô Hữu Bằng không muốn kết hôn và sinh con, bởi anh không muốn con phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh giống như mình. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.